Giá xe hôm nay giảm cực kỳ tốt luôn nè anh chị. Và hôm nay thì em sẽ quay báo giá tổng hợp những chiếc xe đang có tại showroom Auto Xe Việt bên em nè. Có những chiếc giảm giá lên đến 40 triệu đồng. Và đó là rất là tốt. Thời điểm này mà anh chị mà có nhu cầu muốn mua xe thì giá cực kỳ tốt cho anh chị luôn. Và đây là Toyota Innova nè, đời 2019, bản E số sàn. Cái này là màu bạc nha anh chị. Chắc xe đi 75.000 cây nhưng mà chủ đi giữ gìn kỹ lắm. Lên ghế da rồi. Đây là trang bị 7 túi khí luôn. Có cân bằng điện tử. Vô lăng cần số còn mới lắm. Có cân bằng điện tử rồi, là có chế độ tiết kiệm nhiên liệu nữa. Chân cũng được bọc ni lông rồi. Và xe này Auto Xuyên Việt bên em đang chào bán cho chị với giá là 598 triệu. 598 triệu nha. Trước đó là bán tới 648 triệu, bây giờ chỉ còn 598 thôi. Và xe này là giảm 40 triệu nè, 628. Hôm nay bên em đang bán cho chị với giá là 588 triệu. Ford Ranger Vuelta bản 3.2 2 cầu đời 2016 nha, bán tải màu trắng luôn. Đây là bản cao cấp nhất của 2016. Nếu mà chị đang cần tìm một chiếc xe để mà đi trong công việc ha, chở đồ, thì phải nói là vừa mạnh mẽ mà vừa bền bỉ nữa. Biển số là 4567, biển số Đồng Nai nha. Và bên trong showroom thì còn có một chiếc xe 399 triệu. Đây là Toyota Altis đời 2015, bản số sàn luôn, máy 1.8, màu bạc. Xe này chỉ đi gia đình thôi anh chị. Xe này thì Auto Xuyên Việt bên em đang chào bán là 399 triệu nha. Cho á đèn còn sáng trưng, 2015 mà đăng ký lần đầu 2016. Một chủ mua mới ngay từ đầu luôn. Cho anh chị xem nè, 4 mâm còn mới và đẹp lắm. Còn đây là Focus 2014, bản S, bản 2.0, bản cao cấp. Có rửa đèn pha tự động nè, cảm biến va chạm nè, màu đỏ nha. Cái màu nhìn còn sáng trưng nè. Và mang sẵn biển thành phố Hồ Chí Minh luôn. Xe đó là 418 triệu. Và đây là Hyundai i20, mẫu xe 5 chỗ, gầm cao, máy 1.4, tiết kiệm. Xe này nhập khẩu từ Ấn Độ luôn, màu nâu nha. Bên em đang chào bán là 446 triệu. Còn đây là Ford EcoSport đời 2021, máy 1.5, bản Titanium nha. Đi có 6.000 cây số thôi anh chị, màu trắng luôn, 5 chỗ gầm cao, bản cao cấp luôn. 6.000 cây thì chiếc xe còn mùi xe mới nữa. Và xe này thì là 578 triệu, lúc mới lăn bánh là hơn 700. Bây giờ là bán 578 triệu, biển thành phố Hồ Chí Minh luôn, 39 đuôi. Còn đây là Focus 2015 nha, 2015 bản S, bản 2.0, có rửa đèn pha nè, cảm biến va chạm trước sau nè, mâm được sơn màu đen rồi. Đó. Xe này là bên em đang chào bán là 440 triệu. Còn đây là Ford EcoSport luôn, 2018, màu đỏ, xe này là máy 1.5 bản Titanium. Có cửa sổ trời luôn nha, mang sẵn biển thành phố Hồ Chí Minh luôn. Xe 2018 đi 54.000 cây. Chó đèn còn sáng trưng, nước sơn còn đẹp lắm. Và bên em đang chào bán là, và xe này là 488 triệu. Còn đây là 7 chỗ cao cấp Hyundai Santa Fe, máy dầu cao cấp 2.2, dẫn động 4 bánh toàn thời gian luôn, màu xanh. Chắc xe đi 47.000 cây. Xe đã lên camera 360 độ nè. Nước sơn màu xanh nha, bản cao cấp cho nên trang bị ghế lái chỉnh điện nè, ghế da màu nâu. Chỉ có bản cao cấp mấy ghế da màu nâu nè. Có ga tự động nè, có cân bằng điện tử nè, có hỗ trợ đổ đèo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, có phanh tay điện tử, auto hold, cửa sổ chờ panorama, nhiều công nghệ lắm chị. Xe này thì phải nói là 7 chỗ đi gia đình là cực kỳ an toàn luôn. Xe này lúc mới lăn bánh là khoảng 1.4 tỷ, và bây giờ bên em đang chào bán là 978 triệu. Xe này còn hỗ trợ ngân hàng cho anh chị luôn. Và đây là Mazda 3 bản 2.0 đời 2019 sedan nha, ghế lái chỉnh điện luôn, màu đỏ, 4 mâm được sơn màu đen rồi. 2.0 là bản cao cấp nhất 2019. Xe đã lên sẵn cảm biến va chạm trước sau nè, mặt ca lăng CX5, giúp cho chiếc xe mình nó đẹp, trẻ trung, mạnh mẽ hơn. Và xe này bên em đang chào bán cho chị với giá là 588 triệu. Có phanh tay điện tử luôn, trang bị 6 túi khí, có hiển thị thông tin trên kính lái nè, HUD, chỉ có 2.0 mới có nha. 4 vỏ Michelin luôn, còn dày lắm. Có cửa sổ trời đầy đủ. Và bên cạnh đó là chiếc màu xanh là 2019 luôn, nhưng mà chỉ là 1.5 thôi. Đó. Bản 1.5 sedan, màu xanh carbon size. Cái màu này nhìn nó đẹp lắm chị. Đó, cho chị xem nè, bóng bẩy cực kỳ luôn. Mang sẵn biển thành phố Hồ Chí Minh, lên mặt ca lăng của CX5, đèn LED. Đó. Mầm thể thao nữa. Xe này là 556 triệu. Hai chiếc xe nè, có để cho anh chị dễ dàng so sánh nha. Lựa chọn cho mình một chiếc xe luôn, trên nhau chỉ có 30 triệu thôi. Tầm khoảng 20 triệu thôi. Là có sự lựa chọn khác biệt 2.0 hoặc là 1.5, đều là 2019. Giờ rồi anh chị xem mà đã cảm thấy được ưng ý chiếc xe nào rồi, cứ liên hệ cho em nha. Liên hệ cho Toán qua số điện thoại là 0933 993 122.
Nếu mà tài chính của anh chị mà chưa đủ thì bên em hỗ trợ vay ngân hàng cho chị luôn. Rồi, anh chị nào quan tâm liên hệ số lại bên em. Cảm ơn chị xem video nha.